giọng hát của cô Chi chắc chắn sẽ có ngày vươn tầm thế giới. Mình sống mình phải có ước mơ của mình, có nói gì cũng kệ, mình cũng phải đạp lên dư luận mình đi. Bà cứ thể hiện cho tôi, nhà tôi nè, bà cứ hát. Em dạy cho cô Chi hát karaoke. Tôi sẽ trình bày một ca khúc mà nó là được nỗi lòng của chính bản thân tôi mà tôi đã từng trải qua trong suốt những ngày qua.